Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo chuỗi công việc ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn công việc sẽ phỏng vấn bên mình ngày mai vào lúc 16 giờ nhé. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một công ty IT. Công ty chuyên cung ứng các phần mềm hỗ trợ thanh toán của thẻ tín dụng. Hình thức tuyển dụng ở đây thì sẽ là nhân viên chính thức và số lượng cần tuyển là 2 bạn nhé. Và nội dung công việc thì các bạn sẽ làm những công việc liên quan đến IT rồi. Và cụ thể ở đây là bảo trì này, phát triển này và xử lý các hệ thống trong thanh toán thẻ tín dụng. Địa điểm làm việc ở đây thì sẽ ở Tokyo nhé các bạn nhé. Thời gian làm việc ở đây thì bắt đầu từ 9:30 cho đến 16:30 này. Và mức lương ở đây thì khá là cao, bắt đầu từ 20 năm ban trở lên và các bạn sẽ tăng theo năng lực nhé. Trình độ tiếng Nhật ở đây thì yêu cầu hội thoại thông thường. Và các bạn cứ yên tâm một điều là ở trong công ty thì đã có rất là nhiều các bạn ở các quốc gia khác nhau làm việc rồi. Thế nên là mình không lo vấn đề là không có người ngoại quốc nữa nhé. Những bạn mà có hứng thú với công việc này hoặc những bạn mà có chuyên ngành về IT thì có thể ứng tuyển tham gia phỏng vấn vào bên mình ngày mai lúc 16 giờ nhé. Ngoài ra để biết thêm các công việc khác, các bạn cũng có thể tham gia vào các buổi siêu sơ cự phai bên mình. Bên mình thứ 2, thứ 4, thứ 6 bắt đầu siêu sơ cự phai lúc 11 giờ, 3, 5, 7 chủ nhật lúc 13 giờ nhé. Và bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ 30 đến 40 công ty có đa dạng các ngành nghề lĩnh vực. Ngoài ra có gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại dưới đây giúp mình nhé. Bên mình sẽ giải đáp và hỗ trợ các bạn một cách tận tình nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bạn.